Hôm nay em có về được một cái thiết bị này, nó là một cái thiết bị đo đo oxy này, đấy, đo oxy, nhiệt độ và độ ẩm nhá anh em nhá. Đấy, con này hàng thì rất nhiều các chữ nhật ở đây, hàng này thì rất là nhiều chữ nhật ở đây nhưng mà nó là gia công tại thị trường Made in China anh chị nhá. Đấy, và đây khi mà mình dở ra thì mình sẽ thấy như này, con này nhỏ gọn, vuông vắn. Và nó sẽ có một cái màn hình rất là lớn ở đây. Đấy, rất là lớn này nha các bác nhá. Thì em mở ra một hộp em kiểm tra rồi. Đây là giấy tờ của nó này. Và đây nó là toàn chữ nhật hết anh em nhá. Toàn chữ nhật hết, ở đây sẽ báo nồng độ oxy này. Đấy, phần phần trăm độ ẩm này và nhiệt độ. À, và nhiệt độ. Hộp của nó đây rất là xịn sò xinh xắn như vậy. Sẽ bao gồm cho các bác đó là một cái dây sạc của nó là dây sạc USB micro nhá. Cái hãng này nó là Saritoctor, chính xác đọc chính xác của nó là như vậy. Đây thì nó có một cái nút nguồn thôi và chân sạc thôi anh em. Đó thì sơ lược qua cho anh em như vậy. Cắm vô vào nhá, cắm vô vào. Các bác có thể cắm vào cái củ sạc của các bác đó. Để cho anh em này. Đó thì ở đây nó sẽ hiện lên này, nó là 400 ppm CO2 CO2 và nhiệt độ này. Đấy, và độ ẩm này thì anh em có thể biết được là mình cần bật điều hòa đấy, hoặc là mình bật thông thông gió để cung cấp thêm oxy. Đấy, và nhiệt độ ở đây thì nó sẽ báo ở trong phòng của mình là nhiệt độ của nó là bao nhiêu, rồi độ phần trăm độ ẩm của nó là bao nhiêu anh em nhé. Đấy thì nó rất là nhỏ gọn xinh xắn như vậy. Nó còn xinh xắn như vậy thôi. Đấy, chất nhựa, cái độ nhựa độ hoàn thiện của nó làm rất là xịn luôn. Cái hàng này thì nó là hàng hãng còn nguyên seal anh em nhé. Về bóc seal cho em này. Úi rồi, Saritoctor này. Rồi, đó là một con gọi là con đo oxy nhiệt độ anh em nhé. Đo oxy nhiệt độ độ ẩm của Saritoctor. Anh em lấy thì báo em con này. Giá cho em nó chỉ có 130.000 một con thôi anh em. Anh em nào lấy thì báo em nhá, 130k. Đấy, hàng sản xuất tại Trung Quốc nhưng mà sang Nhật anh em nhá, sang Nhật. Đây là toàn hết những cái chữ Nhật. Anh em có thể dịch những cái này ra là sẽ là biết được những chữ Nhật. Và đây và nó cũng sẽ hướng dẫn anh em cách dùng. Đấy, 1 2 3 các thứ này. Rồi, ok anh em nhá. Đây là một cái hệ củ sen anh em nhá. Đây củ sen. Đó. Ở đây thì toàn những hàng chất lượng thôi. Anh em yên tâm một điều ấy là những dùng những cái hàng của Subo ấy là nó mang một cái phong cách Tây Âu và nó chất lắm anh em ạ. Inox là inox thuần chủng, tức là inox đặc chủng chứ không phải thuần chủng đâu. Đây bóc này ra đã nè. Đó thì cái bộ này em sẽ lên hình luôn cho anh em nhá. Đây là củ sen này. Có hai đường cấp nóng lạnh này. Bằng inox luôn anh em. Và nó rất là đầm tay, nặng lắm anh em ạ. Đấy, kiểu dáng xịn sò luôn anh em. Đấy. Và bên hông này nó là cái cần gạt nóng lạnh nhá. Cần gạt nóng lạnh. Mở ra rồi anh em vặn nóng, chiều nóng và chiều lạnh. Nó cái hay của nó đây này. Nó có cái bát tắm rồi. Đấy, đỉnh cao lắm anh em. Đó, mọi người nhìn này. Inox luôn nhá, inox xịn chứ không phải inox mà vớ vẩn mà mình hít nam châm được đâu. Đây là cái đế của nó này, anh em nhìn thấy không? Hàng của nó rất là xịn sò luôn. Đó, và đây là dây. Và tiếp tục đó là cái bộ lắc léo này. Đó, trong này thì nó sẽ có giấy tờ luôn cho anh em luôn. Đó, giấy tờ này. Đấy, thương hiệu Subo thì trước em bán những cái dòng dây của Subo là anh em biết rồi, quá chất lượng. Đấy, thì mình sẽ bắt như vậy ha. Đấy, bộ củ sen. Và nguyên một cái củ như này nó là 1,5 kg nhá, gần được 1,5 kg. Đấy, thiếu một hoa thôi là được 1,5 cân rồi. 1,5 cân nguyên cái phần củ đó. Và cả bộ của nó thì cũng tương đối là nặng anh em. Cả bộ của nó nặng lắm. Mấy ký. Đây, em cần giáo lên cho anh em mình coi luôn ha.
Đấy, cá bộ của nó là đâu đó nó rơi vào khoảng 2,5 cân nhá. 2,5 cân bằng inox không. Cái bát mà anh em cho vô đây này, nó cũng dày luôn nhá anh em nhá. Nó cực kỳ là dày, không phải móng rồi này, anh em nghe tiếng này. Đó. Rất dày nhá mọi người. Đó, rất dày. Và đây này. Và đây là cái lắc léo của anh em mình. Đấy, lắc léo. Dày lắm nhá mọi người. Đó thì mình sẽ bắt vô vào như này. Đó, bắt vô vào đây, xoáy vào đây. Gen của nó là gen inox hết này. Em sẽ lắp ráp vô cho anh em mình coi ha. Cái lắc léo này thì nó là mình theo chiều kích cỡ to nhỏ của các bác đặt cái phần gen chở á. Đó, và tiêu chuẩn của nó là gen 21 rồi. Đây này. Cái này là gen 21 rồi. Đấy, mọi người nhìn không? Bác xịn luôn. Đấy, nhìn nóc này. To, dày. Rồi, tiếp theo, dây của nó nhá. Dây của nó này. Nó có gioăng sẵn cho anh em rồi. Gioăng này, cái này mọi người sẽ vô đây ha. Đó, và đây sẽ là lên đường tắm, là tay tắm, tay sen tắm. Hai cái gioăng này mọi người cho vào đây cho em nhá. Cho vào đây cho em này. Đó. Cho bên trong này này, cho bên trong hai cái gioăng ấy cho bên trong này, em vừa chưa lắp gioăng đó. Có cái lọc cặn nhá mọi người, có cái lọc cặn luôn này. Đấy, để cho các bác tắm cho nó sạch sẽ, lọc cặn. Đấy, dây nó mềm này. Đó, dây nó rất là mềm luôn các bác. Cái này mình sẽ bắt vô vào tường. Đấy, rồi mình sẽ kẹp vô đây. Ui ôi, xịn chưa, mang phong cách Tây Âu chưa anh em. Quá là Tây Âu luôn. Một con như vậy ha. Đấy, tổng thể một bộ của nó như này các bác này. Đó là một bộ như này à. Để em đo sơ sơ được cho anh em áng chừng nhá. Trên video mọi người này không ấy được thì em đo áng chừng cho các bác luôn nhá. Chiều ngang của cái thằng này nó là 25.5 nhá mọi người nhá, 25.5. Đường kính này. Đấy, đường kính xem khoảng gần 5 phân, 4/8 nhá mọi người. 4/8 như vậy. Đấy. Và cái đầu nó chìa ra khoảng tầm 12 phân. Đấy, lắp lên tường xịn lắm mọi người ạ. Bên tường rất là xịn sò như vậy. Đó. Thôi cái bộ này thì nó cũng không có số lượng, em chỉ có 10 bộ duy nhất thôi. Đấy, nên là em sơ lược qua cho anh em nào cần nhá. Đang làm nhà hoặc thay thế, bộ này chuẩn bài luôn anh em mà trong cái tầm giá này mà được có những cái bộ mà nó xịn như bộ này là em tặng cho anh em luôn cái bộ này luôn. Đó, khẳng định với các bác luôn. Giá cho một bộ như này nhá, chỉ có 600.000 đồng một bộ thôi. Đấy, 600k một bộ củ sen. Đấy, bao ship cho anh em. Đó thì anh em lên báo em là bộ củ sen. 600k có duy nhất 10 bộ này. Cuối cùng là một con vòi rửa chén. À, vòi rửa chén nóng lạnh các bác nhá. Thì cái bộ này ốc ác các thứ của nó là đều được làm bằng inox hết nhá. Inox này. Đấy, cái này là mình sẽ dùng trong trong cái chậu rửa bát của các bác đó. Đấy, và thiết kế của nó là rất là mềm mại luôn. Mang một cái phong cách của Tây Âu. Đấy, mang một cái phong cách của Tây Âu. Bằng inox và dày dẫn nhá mọi người nhá. Dày dẫn luôn. Nó sẽ có hai đường cấp nóng và lạnh. Đấy. Tổng thể của nó một cái như vậy. Đây anh em nhìn này. Đấy, tổng thể của nó một cái như vậy. À, cái này mình sẽ gặp qua gặp lại được nhá. Đấy, xoay ấn này đi, ấn xuống. Đó, như này. Mình sẽ xoay qua và xoay lại đều được hết nhá mọi người. Đấy, xoay qua và xoay lại đều được hết. Và có dây cấp nóng lạnh sẵn luôn cho anh em. Inox là inox xịn đấy các bác ạ. Đây là cái nam châm nhá, thanh nam châm rất hiếm nhá. Đó mọi người này. Đó. Không ăn đâu anh em ạ. Nói chung là toàn là những cái hàng của nó là hàng inox xịn này. Đó, nó chỉ cấp nóng lạnh. Đây là dạng vòi rửa chén. Đấy, rồi. Ok anh em nhá. Anh em nào lấy cái bộ này đi. Lấy bộ này thì báo em đây này. Bộ của nó là ở đây.
em nó là chỉ có 400.000 đồng thôi, 400k, và anh em nào lấy thì báo em nhá. Kích thước thì nó thông thường thôi anh em ạ. À, nó là hàng phổ thông hết rồi. 38 phân nhá, chiều cao là 38 phân. Mình xoay qua, xoay lại đều được hết nhá. Ngửa qua ngửa lại chậu nọ chậu kia để mình sửa. Cây sen. Đấy, cây sen của thương hiệu Subo luôn. Thử đây, cả bộ cả ấy này thì nó rơi khoảng tầm gần 6 cân. Đấy, 6 cân thì đâu đó là trừ bì đi khoảng 5 cân. 5 cân một bộ củ sen nhá. Đó thì chia sẻ luôn cho anh em này. Nguyên cái này này. Đó, mọi người nghe tiếng không? Lấy cho cái nam châm nhá. Đấy. Chắc cực kỳ luôn anh em ạ, chắc cực kỳ luôn. Thương hiệu Subo. Đó, mọi người thấy không? Mặt của nó này. Nguyên cái con này mặt của nó là 8 lạng. Là anh em biết cái độ dày của nó thế nào rồi. Đấy, nam châm rất hiếm nhá. Nam châm xịn như này, 13.000 một thanh như này. Đảm bảo anh em là cực kỳ là ngon luôn. Rồi. Đó là nguyên một cái bát sen của nó. Rồi tiếp theo này. Thân sen. Đấy, thân sen này, bóc ra này. Củ sen này. Nguyên cái thằng củ này. 1 ký 3 nhá anh em nhá. 1 cân 3 cái thằng củ sen như vậy. Đấy, củ sen. Đầu này mình lắp ráp rô vào tường này. Đấy, còn trên này mình sẽ là đưa lên. Thì cái mô hình cho anh em mình coi nhá. Đấy, mô hình của nó như vậy. Đưa lên đây, chạy và chốt vào đây này, vào đây. Đó, thì tí nữa em sẽ lên view luôn cho anh em. Cái tay sen của nó đây. Đấy, sờ nó chất lượng luôn các bác ạ. Độ hoàn thiện của nó cao lắm các bác. Đấy, toàn inox không. Inox thật. Đây là bộ phụ kiện này. Dây này. Ui, em chưa thấy cái nào mà cái chốt của nó như này luôn. Đó. Và đây là cái đầu lắc méo này. Cái này nó cũng như cái kia thôi mọi người. Đây, cái chốt này là cái chốt chốt hãm vào tường này này. Chốt hãm vào tường này, bóc ra này. Bóc cái hãm này ra này. Đó, mọi người thấy không? Úi giời, quá xịn luôn. Nặng cực kỳ luôn, nguyên cái này nó đâu đó là 2 lạng rồi anh em thấy. Độ hoàn thiện thì cao. Đó. Cây. Quá ngon. Bây giờ em sẽ lắp ráp vô cho anh em nhá. Em hướng dẫn mọi người cách lắp ráp vô nhá. Đó, thì đầu tiên là mình sẽ lắp ráp hết các thứ này, cần đây. Đấy, cần to nhất thì mình sẽ đưa vào nhá. Xong là tiếp đó mình sẽ lắp thêm cái này, không có mọi người này không không có gen xoáy đâu. Đấy, mọi người phải xoáy cái này vô. Đấy, xoáy cái này vô nhá. Tại vì là em đã có lắp ráp rồi nhưng mà em phải là tại vì tháo ra lắp lại. Đấy, mình sẽ ấn sâu xuống được. Đây thì em sẽ cho ngắn gọn lại để giới thiệu cho mọi người chi tiết hơn, nó dễ giới thiệu. Đó, đây nhá mọi người nhá. Cái này thông thường là anh em lắp thẳng rô này. Đấy, tình trạng em cũng lắp thẳng rô như vậy. Đó, bình thường á. Nhưng mà lắp này thì nó sẽ không có cái đầu để ra cây sen, ra tay sen. Nên là cái con này nó thiết kế kiểu như này nhá các bác nhá. Đó, thiết kế kiểu như này. Mình sẽ cho hết những cái gioăng của nó vào đây nhá mọi người. Cho hết cái gioăng của nó vào đây. Cho em. Bác đợi chút là cho các bác xem lên hình xem. Đấy. Tổng thể của một cây nó là như vậy nhé các bác nhá. Tổng thể một cây của nó là như vậy này. Đây, này sen này. Đó thì em mới gỡ qua thôi các bác nhá, gỡ qua thôi. Cái núm này. Sống dày chưa? Các bác cực kỳ là dày này. Đấy, inox luôn đấy. Rồi, cái này là em sẽ để thấp nhất có thể rồi, còn mọi người đưa lên rất là cao được. Đấy, đưa rất là cao được. Những cái khớp nối này các bác nhìn này. Đấy, độ hoàn thiện của nó cực kỳ đỉnh. Và bộ này nó sang rất là sang trọng nhá. Cái này là mọi người có thể xả trên này, tức là xả đây này. Xả bát trên, mình ấn vào như vậy thì nó sẽ ra bát trên ở đây.
À, còn đây xả này, đấy, nó có ký hiệu này, xả này nó là xả của tay sen, thương hiệu của Subo, đấy, thương hiệu của Subo. Còn đây thì anh em sẽ mở khóa này, mở khóa, và đây là mình sẽ chỉnh nóng và lạnh tùy theo, và đây là cái tổng khóa luôn nhá, tổng khóa luôn. Đấy, còn đây là anh em chuyển chế độ hai vòi thôi, hai vòi. Đó, quá ngon, sáng xịn. Đấy, anh em thấy không? Các bác nom qua một lượt tổng thể của nó như vậy nhá. Hàng của nó rất là xịn sò. Đó. Nếu anh em sử dụng cái bộ này thì không làm mọi người thất vọng về độ chất lượng và độ thẩm mỹ đâu các bác nhá. Đấy, rồi thì em sẽ đo sơ lược qua cái bát này thôi. Cái bát này mà to một chút nữa thì gọi là đỉnh cao của đỉnh luôn, đỉnh của đỉnh luôn anh em ạ. Đấy, đo, em đo kích thước cho anh em nhá. Con này nó là 20 phân. 20 thôi anh em nhá. Cái bát này của nó là 20 thôi. Đây, mọi người nhìn này. Cái khấu của nó làm nó dày dặn. Đấy, và những cái khớp này và những cái giòn giếc các thứ làm rất là chỉnh chu luôn cho một cái bộ như vậy. Hàng này thì bộ này thì nó là thương hiệu của Subo, hàng của nội địa Trung, nhưng mà nó là hàng xuất nhá. Hàng xuất châu Âu nên là cái độ hoàn thiện của nó thì cực kỳ là chấm hết rồi. Đấy. Một bộ này nó chỉ có giá chỉ có 1.800.000 thôi anh em nhá. 1.800.000 một cái bộ như này. Nhìn nóc luôn. Anh em nào lấy cái bộ này thì báo em Thanh gửi cho anh em nhá. Về anh em nào làm nhà mới hoặc thay thế trong nhà tắm thì có thể dùng cái bộ này, không dùng cái bộ này thì hơi phí đấy mọi người ạ. Rồi tiếp tục thì em Thanh về được cho anh em cái mã đèn năng lượng 4 quang nhá, đèn tích điện. Mẫu này thì dung lượng pin nó sẽ nhiều hơn cái mẫu trước em về này. Con này là 30.000 mAh, nó sẽ bao gồm 4 khoang pin và kính này, kính cường lực. Đấy, nó khác cái con cũ của nó là con này viền xanh và kết hợp với đen luôn. Đấy, khung đen, khung xanh, tay nắm của nó là đen. Đấy, cũng xách lên xách xuống được anh em nhá. Trong đây thì nó sẽ có hai cái miếng nam châm để anh em có thể hít vô vào tường này. Đấy, và tấm năng lượng của nó là tấm năng lượng mono. Đấy, là con này tích điện nó nhanh anh em nhá. Tích trữ lưu trữ vào pin nó nhanh. Cổng của nó thì nó sẽ có cổng sạc ra là cổng Type C, còn cổng USB. Cổng sạc vô thì nó sẽ là cổng Type C. Và nó báo phần trăm pin ở đây. Anh em không có điện thì anh em mang ra ngoài trời phơi nắng là nó sẽ tích tụ năng lượng thôi. Ở đây 4 quang LED, hạt LED của nó cực kỳ là to nhá. Đấy, chất lượng ánh sáng của nó thì sáng lắm mọi người ạ. Đây này, rất là sáng luôn. Đây là một chế độ ánh sáng này, chế độ ánh sáng màu vàng nắng này. Đây là màu trung tính này, thì kết hợp từ hai giải đèn. Đó, hai giải đèn như này. Và tiếp tục thứ ba là giảm ánh sáng. Thứ tư của nó là nó sẽ là nháy cảnh báo IOS hai bên như vậy. Nháy cảnh báo như vậy. Đó, thì đo sơ lược qua cho anh em cái mẫu này nhá. À, sản phẩm nó đi kèm theo cho anh em là một cái cáp sạc này. Đấy, đo sơ qua nó là 21 chiều ngang. Và chiều đứng của nó là 17, độ dày của nó đâu đó là 5 phân. Đó, 220 thôi. Đó, con này thì thực chất ra em nhập vào nó sẽ là giá tiền nó cao hơn cái mẫu cũ M4. Nhưng mà thôi, em vẫn cứ để mức giá của nó là như giá cũ là 220.000 một cái. Anh em mang về để dùng cho những lúc mà mất điện hoặc anh em ra vườn tược đi lại nó rất là dễ dàng. Hôm nay có về thêm được cái dòng đó là cái dòng quạt tích điện để bàn anh em nhé. 12 inch nhá, cánh của nó là cánh 12 inch tích điện, mã của nó là EP323212, hãng của nó là đây Easy Power. Đấy, để em mở cho anh em mình coi luôn nhá. Đấy, màu nó sẽ có màu trắng cam. Hàng của nó thì nó sẽ là anh em mình về tự lắp ráp rô nhá, có thể cắm điện được này. Đấy, đủ hoàn thiện cao, chất nhựa của nó cũng xịn. Đấy, màu cam, có LED này, có sạc 5V này. Đấy, 9V in này, đầu vào này, các thứ này, 6V các thứ này. Đấy, thì mình sẽ cắm vô đây.
lẫy rồi nhá các bác nhá, cắm lẫy vào. Nặng cực kỳ luôn, trong này không biết là tích nhiều pin không nhưng mà nó rất là nặng nha các bác nhá. Rất là nặng. Rồi đã xong rồi nhá, lên hình rất là đẹp và cũng xịn đấy anh em ạ, cực kỳ là xịn của thương hiệu hãng luôn đấy anh em. Đây, nút của nó đây ha. Nút của nó này, đấy, mình bật nguồn này. Đấy, số 1 là số mắc luôn nha mọi người nhá. Còn số 2 là nó sẽ giảm đi. Cái này nó là cái gì? Túc năng này. Đấy, và led này. Rồi. Thử tháo ra cho anh em coi. Các bác này. Trong này bảo sao cái đế nó nặng nhá. Ui trời, sao nặng thế, chặt thế. Con này nó sẽ có, trong này nó sẽ có một cái ắc quy luôn nha anh em. Ắc quy luôn anh em này. Đấy, ắc quy 6V 4.5A 20HP. Chắc lắm không các bác ạ? Đấy, tương đối chắc. Thì con này tổng quan của nó là như vậy nha mọi người nhá. Cánh của nó là to đấy anh em. Cánh lồng của nó là 33 năm. Gọi cho 34 đi anh em, 34. Thì cánh 12 inch thì cho đâu đó khoảng tầm 39 phân. 39 34 30 phân, 30 phân anh em nhá, 30 phân. Đấy, cánh cỡ đó. Và tổng chiều cao của nó này. Tổng chiều cao của nó là 50 phân. 50 51 phân. Đấy, của hãng luôn nhá, hàng hãng luôn nhá. Của hãng Easy Power. Đó, và con này nó có tính năng là anh em mình có thể sạc bằng năng lượng mặt trời, nhưng mà sạc năng lượng mặt trời anh em phải mua ngoài nhá. Đấy, ở đây này nó có những cái cổng này, 6V quýt này và 9V in này. Đấy, 9V in vào này. Đấy là cổng năng lượng mặt trời. Và sạc ra quýt ra này 5V. Đấy, sạc quýt ra 5V. Đấy, anh em nhìn đấy. Đó. Rồi ok nhá. Nó sẽ có mấy cổng ra như vậy. Đằng sau của nó thì nó sẽ có cổng sạc bằng điện 220 cho anh em mình đỡ ở đây. Thì nó sẽ có thêm cho các bác ấy là một cái dây nữa. Dây này nó là dây sạc đây. Tức là nó là cái dòng dây sạc nguồn số 8. Hoặc anh em có thể cắm trực tiếp vào để mình xài. Đấy, cắm trực tiếp vào mình xài. Còn nếu các bác muốn dùng bền hơn thì mình cứ xài sạc vào xong mình xài. Đấy, cứ sạc và xả. Đó, thì nó sẽ bền hơn anh em nhá. Và đây là một con quạt của hãng Easy Power. Anh em nào lấy thì báo em nhé. Con quạt tích điện, còn tích điện ở để bàn. Mẫu này thì nó rất là dùng rất là ngon và mạnh. Rồi, ok nhá. Tốc độ gió của nó như vậy nhá. Con này mạnh luôn nên các bác nhá. Giá cho em nó là 480.000 đồng. Đấy, giá cực kỳ là tốt cho các bác nhá. 480.000 đồng cho một cái mẫu quạt tích điện như này của hãng đàng hoàng. Của hãng đàng hoàng anh em. Mấy bữa vừa rồi ngoài Bắc mất điện do mưa bão đó, thì mới thấy là cái mẫu như này nó mới gọi là cần thiết này anh em này. Còn bình thường anh em dùng điện rồi đó. Nó như này thôi nhưng mà nó cũng rất là lớn đấy các bác nha. Rồi, cảm ơn mọi người. Giá 480. Ok anh em nhé, em vừa mới giới thiệu đến cho anh em một vài sản phẩm trên kênh. Thì còn một vài mã sản phẩm mới nữa thì để video sau em sẽ giới thiệu chi tiết đến cho anh em nhé. Hôm nay chủ đạo lên cho anh em những cái bộ sen thiết bị vệ sinh của thương hiệu Subo. Hàng nó rất là chất lượng và một số những cái mẫu quạt như là quạt tích điện năng lượng, quạt tích điện có sạc năng lượng, nhưng mà cái dòng này anh em phải sạc thêm. Ví dụ như nhà mình có năng lượng rồi thì mình sạc thêm rồi nhá. Còn bao gồm cho anh em như vậy thôi. Đó. Và một số sản phẩm nữa thì hẹn mọi người vào video lần sau nhá. Xin chào và hẹn gặp lại các bác trên kênh YouTube của em Thanh Phạm.